Wow. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Ngày hôm nay mình có ở trên tay một cái mẫu tai nghe True Wireless, thiết kế rất nhỏ gọn như này đây. Trông giống hình quả trứng chứ, đúng nào các bạn? Đây, nó sẽ có hai màu, đấy là màu đen và màu trắng như này. Cái mẫu tai nghe True Wireless này nó có rất nhiều điểm đặc biệt. Ngoài cái việc là thiết kế nhỏ gọn ra thì pin của nó rất trâu. Pin của nó có thể nghe nhạc liên tục trong vòng khoảng 6 cho đến 7 tiếng đồng hồ. Và nếu mà các bạn sử dụng cái dock nó bé như này thôi, các bạn vẫn có thể nghe nhạc được trong vòng khoảng 28 tiếng đồng hồ, hơn một ngày rồi, đúng nào nếu mà kết hợp với cái dock này. Vẫn chưa hết đâu ạ, cái mẫu tai nghe này thì nó còn có tính năng chống ồn chủ động nữa. Đấy, và tên gọi của nó đó là Cowin Apex E-Line. Cái mẫu tai nghe này thì cái giá niêm yết của hãng là 2,2 triệu. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng ở cái đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả video qua Sellnet thì các bạn sẽ chỉ mua với mức giá là khoảng 1.490.000 đồng mà thôi. Tiết kiệm hơn rất nhiều so với mức giá 2,2 triệu mà hãng niêm yết, đúng nào. Đấy. Ngoài những cái tính năng đó ra thì cái mẫu tai nghe này nó còn có kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IPX7. Một cái mức độ kháng nước kháng bụi mình nghĩ là rất là tốt đấy chứ. Bởi vì những cái mẫu tai nghe True Wireless khác thường là nó chỉ kháng nước kháng bụi khoảng IPX4, IPX5 thôi. Cái mẫu này là IPX7 luôn. Cái việc kết nối với điện thoại thì vô cùng nhanh luôn. Và nó lại còn có cả game mode nữa. Cái hỗ trợ cho chúng ta khi mà chơi game, nó giảm được hiện tượng delay nhất có thể. Tất nhiên là tai nghe True Wireless mình cũng nói luôn, đấy là khi chơi game chắc chắn là sẽ có độ delay rồi. Nhưng mà làm sao delay càng ít càng tốt để chúng ta chơi game có thể được ngon hơn, đúng nào. Về thời gian sạc ấy, thì chúng ta sẽ sạc trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và driver của nó sẽ là khoảng 10mm. Đấy là những thông tin cơ bản về cái mẫu tai nghe True Wireless này. Đấy, còn bây giờ thì admin Kha sẽ nói chi tiết hơn về cái mẫu tai nghe này để xem là nó xứng đáng với mức giá khoảng gần 1,5 triệu mà chúng ta bỏ ra hay không nhá. Và bây giờ sẽ là phần review chi tiết của mình đối với lại cái chiếc tai nghe Cowin Apex E-Line. Apex E-Line các bạn nhé. Tên chính xác của nó sẽ là Cowin Apex E-Line Arctic BT918. Nhưng mà mình chỉ gọi rằng là Cowin Apex E-Line thôi. Tuy nhiên thì với cái chiếc tai nghe này thật sự nó khiến cho mình rất ấn tượng. Cái điểm ấn tượng đầu tiên mà khi mình trên tai đó chính là về phần chống ồn. Nó thật sự cho ra một khả năng chống ồn cực kỳ tốt mà mình không thể nào tưởng tượng được trong cái phân khúc giá tầm khoảng 1,5 triệu như thế này có một cái chiếc tai nghe chống ồn tốt như thế. Đó, và nếu mà so với lại cái chiếc AirPods Pro mình đang sử dụng kia thì có thể là thậm chí đôi đâu đó là nó cho ra một cái trải nghiệm ngang bằng thậm chí là hơn nữa các bạn à. Thật sự luôn. Đó, và cái chiếc tai nghe Cowin Apex E-Line này thì nó có chúng ta là một cái phần hộp nhỏ gọn. Đó, đi sâu vào thì chúng ta sẽ có là một cái hộp nhỏ này. Hộp nhỏ bên trong này chúng ta sẽ có là một cái cả physic này. Đấy. Đây một cái thẻ nói về cái chế độ bảo hành cái thứ này kia này. Đấy, nhìn nó giống như dạng luxury vậy. Tập sách hướng dẫn sử dụng thì cũng mỏng gọn thôi. Và nó hướng dẫn cho chúng ta rất rõ ràng về cái khả năng cái cách kết nối này cũng như là từng cái thao tác bên trong này. Các bạn nhớ lưu ý đọc nó nhé. Tại vì mỗi cái tai nghe nó sẽ có mỗi cái tính năng khác nhau và nó sẽ có mỗi cái cách kích hoạt những cái tính năng đó. Nên thành ra là chúng ta phải để ý kỹ những cái sách hướng dẫn sử dụng đến từ những cái tai nghe True Wireless như thế này. Nhân vật chính chúng ta này, bỏ qua một bên đi, mình sẽ nói về cái phần phụ kiện bên dưới đáy hộp đã. Đáy hộp thì chúng ta sẽ có là một cái hộp đầu mút tai này. Đó, nó sẽ có ba kích thước, đó chính là S, M, L bên trong này các bạn nhé. Một hộp đầu mút tai này và một cái cáp sạc nữa thôi. Đây, một cái cáp sạc Type-C nữa. Rồi, ok, bỏ qua một bên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính nè. Đến với nhân vật chính thì chúng ta sẽ có một thiết kế nó cực kỳ dễ thương và về cái mức độ hoàn thiện của nó là rất tốt rồi. Trong khung giá này thì mình chỉ chưa hài lòng lắm, đó chính là nó vẫn có chúng ta là những cái đường vân hơi nổi một tí, tức là nó sẽ có những cái điểm tạo gờ ra. Tuy nhiên thì những cái mép nối như thế này này, đặc biệt là cái mép nối cái phần nắp hộp với lại cái phần đáy hộp ấy thì nó lại rất là mượt. Đó, cho nên là tổng thể thì nó giống như là một cái hòn đá cuội và về cái mức độ hoàn thiện thì mình đánh giá như thế này là rất là tốt rồi, không có gì để chê cả. Đó, cái nắp hộp thì nó cũng được làm thấy là mỏng gọn và nhẹ như thế thôi, nhưng mà đóng lại thì nó vẫn cho ra một cái âm thanh nó rất là chắc, chứ không phải là kiểu rỗng hoặc là kiểu nó rẻ tiền đâu, thật sự như thế. Bên trên thì chúng ta sẽ có là một cái logo Cowin này, và cái hộp sạc này nó có thể tiếp tục kéo dài thêm khoảng 28 tiếng nữa. Đó, điều kiện chuẩn dành cho cái chiếc housing bên trong. Thì cái phần tai nghe này thì mình sẽ nói luôn, bên trong hộp thì chúng ta sẽ có đó chính là bốn cái đèn led ở đây, tương đương với mỗi cái đèn led thì sẽ là 25% pin các bạn nhé, cho cái hộp sạc này. Đó, rồi hộp sạc thì cơ bản nó cũng chỉ là như thế thôi. Đằng sau thì chúng ta sẽ có là một cái cáp sạc Type-C nữa này. Đó, là xong. Với cái phần housing này thì chúng ta sẽ có là một cái lối thiết kế nhìn chung là nó có cái phần kết điệu và trong nó sẽ là khá là hồng hố, nó hơi hướng gaming một tí. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần mà cái chân tai này, chân housing đây thì nó có chúng ta là một cái phần tách biệt luôn, chứ nó sẽ không làm liền các bạn nhé. Này, để ý kỹ thì chúng ta sẽ có cái phần gắn vào.
Và nó sẽ có là cho chúng ta là hai cái micro để vừa thu âm này cũng như là vừa chống ồn. Đối với lại những cái tai nghe mà có cái tính năng chống ồn chủ động thì thường nó sẽ có một cái micro bên ngoài để nó thu những cái tạp âm vào, sau đó là nó loại bỏ đi, tức là nó thu những cái đó vào, nó ngắt đi. Đó, rất là hay. Và cái phần housing này thì chúng ta có thể thấy được nó cũng có một kích thước nhỏ gọn thôi. Riêng cái mặt trong thì mình hơi bị không thích một tí, đó chính là nó làm hơi bầu. Thành ra khi chúng ta mang vào tai, những cái bạn nào mà tai nó gọi là kiểu nó hơi bé một tí thì nó sẽ hơi bị chặt, nó hơi bị đau một tí trong cái khoảng thời gian đầu mà chúng ta nghe. Còn nếu mà nghe về lâu về dài, tầm khoảng 3 đến 4 ngày nó quen rồi, tai nó cũng đã chai đi phần nào rồi ấy, thì nghe mang vào thì nó cũng khá là thoải mái thôi, chứ nó cũng không hẳn là quá khó chịu đâu như là những ngày đầu. Đó, thì với cái phần housing này nó sẽ có chúng ta là một cái dạng thiết kế in-ear, và góp phần với lại cái tính năng là chống ồn chủ động thì nó cho ra một khả năng lập tạp âm rất là tốt. Khi mà chúng ta nghe nhạc thì gần như là không bị cái sự ảnh hưởng bên ngoài. Con này thì nó cũng sẽ có cái tính năng xuyên âm nữa các bạn nhé. Và cái chuẩn kháng nước cho cái chiếc tai nghe này lên tới là IP7. Điều mà kể cả lên thậm chí là AirPods Pro hay là chiếc Sony VK1000M3 nó không có. Cũng là một điểm mà chúng ta có thể thấy được rằng là cũng là cái điểm nổi bật của cái chiếc tai nghe này. Bluetooth là 5.0 này. Và đi kèm với đó là nó còn có chúng ta là cái tính năng game mode nữa. Game mode của con này thì thật sự là mình thấy nó cũng chưa làm triệt để lắm. Mặc dù là nếu mà bật cái tính năng này lên ấy, chúng ta chạm 3 lần vào các bạn nhé. Đó, chạm 3 lần vào để bật tính năng này lên thì nó có cái sự cải thiện. Tuy nhiên thì vào cái chơi game, vào từ game PUBG Mobile thì mình vẫn thấy cái độ trễ nhẹ. Đó, nếu như mà kiểu tăng bắp sản phẩm thì mình sẽ nói rằng là con này thì trễ nhẹ như thế là coi như là không trễ rồi, mình cũng sẽ không đề cập đến. Đó, nhưng mà nó có trễ nhẹ là mình nói có trễ nhẹ. Đó, nên là khi mà chúng ta chơi game thì bạn nên lưu ý vấn đề này. Thực chất thì mình thấy là cái vấn đề trễ nhẹ này vẫn có thể chơi game rất là bình thường, nhưng mà những bạn nào mà cần có một trải nghiệm hardcore hơn thì nên cân nhắc với cái chiếc tai nghe này các bạn nhé. Và cái phần housing này thì khi mà nghe mà không bật cái tính năng chống ồn ấy, nó sẽ dao động tầm khoảng là 7 tiếng, điều kiện chuẩn thôi. Còn thực tế thì mình nghĩ rằng nó sẽ dao động tầm khoảng 6 tiếng, và bật cái tính năng mà chống ồn chủ động nữa thì nó sẽ dao động từ 4 đến 5 tiếng thôi, nghe liên tục như thế. Nhưng không sao, với một cái phần khay sạc nó nhỏ gọn như thế này thôi, chúng ta đã có thể kéo dài lên tới là hơn 25 tiếng nghe nhạc rồi. Là các bạn có thể là nghe được là khoảng 3 đến 4 ngày, thậm chí là 1 tuần cho một lần sạc với cái hộp sạc như thế. Và khoảng thời gian sạc thì nó dao động tầm khoảng là 3 tiếng các bạn nhé. Cho cái phần hộp sạc này là sạc đầy 100% này. Là như thế là chúng ta có thể là nghe bét tiền là nghe sau đó rồi. Về phần chất âm thì mình xin nhấn mạnh một điều, đó chính là nó đi theo một cái phần thiên về bass, và chất âm của nó là ấm, gọn. Tức là ở đây là cái phần cường độ bass của nó rất là nhiều, và đôi khi thì nó lại lấn sang cái phần mid và treble. Thành ra thì những bạn nào mà khi nghe những bài hát thiên về chất giọng ca sĩ sẽ hơi bị cảm thấy hụt hẳn khi mà cái giọng ca sĩ nó không làm nổi bật. Và những cái giọng ca sĩ nào mà yếu một tí là nó sẽ kiểu nó loại bỏ luôn, nó gạt bỏ sang một bên luôn, và nó chỉ tập trung vào cái phần beat, cái phần mà có bass đập nó đẩy lên đó. Nên thành ra cũng là một cái nhược điểm của con này. Nhưng đối với mình thì mình luôn tìm cách làm sao để cho nó có một trải nghiệm cân bằng nhất. Nhưng mà rất may mắn là cái chiếc điện thoại Xiaomi của mình nó có cho chúng ta là cái phần chỉnh được cái cấu hình âm thanh này, và chỉnh một cách rất là sâu, rất là tốt đó. Và trong cái phần ứng dụng nhạc mặc định này, đây là MIUI 12 các bạn nhé, trên cái chiếc Redmi K40 của mình, thì có chúng ta là cái phần điều chỉnh là cấu hình âm thanh. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem vào bên trong phần cài đặt nha. Đấy, rồi là cài đặt nâng cao này, đó, tai nghe và hiệu ứng âm thanh. Thì ở đây mình đã bật cái tính năng này lên. Thực chất là tại vì là cái con tai nghe trắng này không phải là cái con mà mình đang kết nối, cái con màu đen cơ. Đây, nó sẽ có hai màu trắng đen các bạn nhé. Con màu trắng là tại vì mình đưa nó lên hình là do nó dễ quay thôi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Còn màu đen mới là cái con mà mình đã sử dụng và trải nghiệm nó. Còn màu trắng thì anh Dương sẽ là người trải nghiệm. Đấy, thì khi mà kết nối như thế này thì nó cho chúng ta là cái phần đó chính là điều chỉnh âm thanh cho tai nghe bật lên. Và lựa chọn giúp cho mình đó chính là cái phần phiên bản trẻ. Đây là những cái cấu hình tai nghe có sẵn trên những cái chiếc tai nghe của Xiaomi. Và mình sau một hồi mà kiểu tìm cách làm sao đó cho cái chất âm của cái chiếc tai nghe Coolwin này nó sáng hơn, nó trở nên nó chắc, nó sắc, nó bén hơn, thì mình đã lựa chọn được đúng cái phiên bản này. Đó, rà soát hết thì cái phiên bản trẻ này là phiên bản phù hợp nhất. Lúc đó thì khi mà các bạn nghe những bài hát mà thiên về chất giọng ca sĩ thì nghe nó lại sáng và nó rõ ràng hơn rất là nhiều, nghe cực kỳ hay luôn. Chứng tỏ một điều đó chính là tại vì cái
về cái mức độ chi tiết, cái chất lượng âm thanh của cái chiếc tai nghe này nó không hề kém. Nhưng mà tại vì nhà sản xuất họ muốn đi theo một cái thiên hướng là bass, đập sần sần này kia, nên thành ra họ đã vô tình là bỏ quên và làm cho cái phần bass này nó lấn át luôn cái phần mic, trong khi là cái phần mic của cái chiếc tai nghe này nó vẫn có thể thể hiện cho ra một cách rất tốt. Đó, nên thành ra là mình đã lựa chọn cái phiên bản trẻ là nó cho ra một cái trải nghiệm cân bằng nhất. Chất âm giờ đây nó sẽ không còn ấm và đục mà nó sẽ đi theo cái dạng là nó sáng, nó sắc, nó bén hơn một tí. Bén hơn một tí thôi các bạn nhé. Và cái phần bass thì vẫn cực kỳ là như thừa. Đặc biệt là khi mà các bạn nghe những cái bài bass mà kiểu dạng poster booster như này. Đây, đấy, bass booster như thế này thì ui trời nó đập rung cả màn nhĩ luôn. Nó đập tới mức mà khi mà chúng ta mà nếu mà các bạn tắt đi cái tính năng lọc tạp âm ấy, chống ồn chủ động ấy, thì cái phần mà âm thanh nó thu ở bên ngoài vào, cái phần âm thanh giọng nói nó cũng sẽ bị rung rung theo luôn, nghe nó rất là đã. Vì cơ bản là con này nó có một cái âm trường rất là rộng nữa, nên là khi mà chúng ta kết hợp hài hòa tất cả các thứ lại với cái phần mà điều chỉnh này thì thật sự là cho ra một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và mình thấy nó còn nghe hay hơn cả cái chiếc AirPods Pro luôn. Điều này là không điều đâu các bạn nhé, chắc chắn luôn. Bạn nào mà có một cái chiếc điện thoại Redmi cũng như có thể mua cái chiếc tai nghe này về trải nghiệm, bạn sẽ thấy ngay nó thật sự rất là xứng đáng với đồng tiền. Đấy, các bạn nên trải nghiệm, đây là một cái chiếc tai nghe mà mình thật sự là mình khuyên các bạn là nên mua để trải nghiệm thử. Đặc biệt những bạn nào mua về để chơi game hoặc thậm chí là kể cả nghe những bài hát gì đi chăng nữa thì khi mà chọn cái cấu hình này thì nó đều phù hợp cả. Thật sự nó cho ra một cái trải nghiệm rất cân bằng và mình thật sự rất ấn tượng với cái phần chất âm của cái con này khi mà kết hợp với lại cái phần mềm này. Ok, vậy thì còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc tai nghe Cowin Airbag Elite này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Về phần cái micro thì mình quên nói với các bạn thì nó cũng đảm bảo cho chúng ta là một cái phần micro ổn để đàm thoại thôi chứ không phải là để thu âm tốt được các bạn nhé. Lưu ý giúp mình về cái vấn đề này. Ok,